Chào tất cả các bạn, hôm nay trong bài tiếp theo của hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CC 2018, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh trong video như chỉnh sáng tối, thay đổi màu sắc và tạo video hiệu ứng video đen trắng, cũng như mình có thể phủ một lớp màu lên trên video để nó tạo một hiệu ứng đặc biệt màu sắc cho cái video của mình. Thì như các bạn đã biết, khi mình làm phim thì có những đoạn phim nó mà về cái hồi ức, chẳng hạn như nó về kể lại quá khứ đấy, hay là kể lại cái gì chuyện xảy ra rồi đấy, thì mình hay để nó cho nó một cái màu đen trắng để cho nó tạo cái sự gọi như chuyên nghiệp đấy. Hoặc là một cái đoạn video nào đấy mà các bạn phủ một lớp màu lên, ám một lớp màu lên, thì đầu tiên các bạn sẽ đưa các video của mình vào, hoặc là các video của các bạn đã đưa vào sẵn và các bạn cắt ghép, các bạn chỉnh sửa, các bạn đã theo hiệu ứng như các mình đã nói rồi nhá. Khi các bạn sử dụng cái này, tất cả các hiệu ứng thì các bạn sẽ nhớ rằng mình sử dụng ở trong cái effect của Adobe Premiere nhé. Nếu không thấy thì các bạn vẫn cứ vào Windows nhé. Các bạn chọn vào Shift cộng với phím số 7, hoặc các bạn chọn effect ở trên cái tab Windows, lập tức nó sẽ hiện ra và các bạn di chuyển đến cái nơi mình cần. Rồi, bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về chỉnh cho nó gọi là sáng tối video. Thì các bạn nhìn này, nếu mình đang ở cái tab effect này, thì nếu mà các bạn quen rồi thì các bạn cứ vào đây các bạn tìm thôi. Nhưng mà bây giờ mình chưa quen thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu nhé. Thì mình sẽ vào chỗ phần Video Effect này. Sau các bạn vào cái bảng đầu tiên này, là cái bảng Adjust này, hay viết tắt của Adjustment ấy. Thì nếu các bạn nào đã sử dụng Photoshop thì các bạn sẽ biết bảng Adjustment là mình hay dùng để mình xử lý về các hiệu ứng sáng tối và màu sắc đấy. Thì các bạn sẽ mở nó ra này. Đấy, các bạn thấy ở đây này, nó có về Canner này, Extract này, Level này, Lighting này. Thì những cái này nó sau này nó về chuyên sâu hoặc nó về cao hơn thì các bạn sẽ hiểu. Còn về sáng tối thì đầu tiên mình cứ lấy cái này trước này. Mình sẽ lấy phần level nhá. Các bạn cũng nắm, bạn kéo, bạn và thả vào cái phần mình muốn sửa. Đấy. Thì lập tức nó chọn đối tượng và nó sẽ lên trên này. Thì các bạn sẽ nhìn này, ở trên đây mình sẽ có cái các mục Visual Effect. Mặc định thì luôn luôn effect nó luôn luôn có cái bảng Motion và Rotation này. Rồi Opacity này để mình cài đặt cơ bản cho video, như xoay, lật, thay đổi trục cho video đấy mà mình đã hướng dẫn các bạn ở bài 3. Thì các bạn cứ xử lý những cái đấy rồi. Còn bắt đầu bạn mình sẽ có thêm những cái khác thì nó sẽ đưa xuống dưới này. Chẳng hạn mình có thêm cái phần level này. Thì các bạn nhìn này, ở đây nó có rất nhiều cái thuộc tính để các bạn chỉnh sửa này. Thì các bạn sẽ nhìn này, ở cái phần FX, cái phần level này, các bạn sẽ có cái hình vào cái bảng của nó này. Các bạn click này vào cái bảng setup này, lập tức nó ra này. Cái đây là cách để các bạn dễ hiểu và các bạn chỉnh nhanh nhất. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có cái bảng cho mình xem cái video của mình đây. Thì các bạn sẽ có cái thanh ở giữa đây. Ở bên này sẽ là tối này, bên này sẽ là sáng này. Các bạn thấy biểu tượng màu trắng và màu đen đấy. Thì các bạn cầm cái thanh ở giữa này, các bạn kéo này, các bạn kéo về tối, kéo về cái thêm bên đen này, thì lập tức là nó sẽ giảm cái đen đi vào, nó trắng lên nhiều, nó khử màu đen đấy, màu tối đấy. Còn các bạn kéo về cái bên sáng này thì nó lại khử cái màu sáng thì nó màu tối nó nhiều hơn. Có nghĩa là mình kéo về đâu thì cái màu đấy nó sẽ bị giảm đi để nó cho cái màu kia lên. Đây bạn thấy chưa, mình sẽ làm đây nó tối hẳn lên này. Đây mình sẽ ok cho bạn thấy nhá. Đấy, video mình nó tối sầm lại rồi này. Thì cách này nó sẽ ứng dụng như thế nào? Cách này nó ứng dụng khi các bạn có một đoạn video mà các bạn quay nó bị sáng chói quá, hoặc các bạn quay nó bị tối quá, thì các bạn sẽ đưa vào đây. Chẳng hạn như các bạn đã chỉnh sửa rồi, các bạn thấy một đoạn video của mình không được ứng ý, video này đoạn này nó bị tối quá như thế này chẳng hạn, thì mình sẽ vào cái bảng level này, mình vào nhanh luôn cái bảng này này. Mình thấy nó tối quá, bắt đầu mình sẽ cứu sáng lại cho nó bằng cách mình kéo nó về phía bên này. Đấy. Các bạn cứ kéo cái thông số làm sao đến khi nào mình thấy nó gọi là nó phù hợp ấy. Đấy, mình kéo lên nó sáng đấy. Đấy, cái gì kiểu nó vào cái trung tâm của nó chẳng hạn. Sau bạn ok. Đấy, lập tức video của mình nó sẽ lấy lại được bớt, kéo bớt sáng lại. Nhưng các bạn đừng có lạm dụng quá nhé. Ví dụ video bạn quay tối sầm mà bạn kéo sáng quá nhiều nó cũng không rõ được chi tiết lắm đâu. Mình chỉ kéo một phần nào đấy để mình lấy lại cho nó phù hợp thôi. Hoặc có những cái nó bị tối một chút, mình kéo nó sẽ cứu sáng dẫn tốt. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là đầu tiên là cứ về cái phần sáng tối nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn chỉnh sửa về màu sắc cho video của mình. Thì chỉnh sửa về màu sắc thì nó có rất nhiều. Thì các bạn đã làm trong Photoshop thì các bạn đã hiểu rằng mình hay chỉnh sửa màu sắc ở trong cái adjustment, rồi những cái về bảng Face Saturation Color Balance ấy, thì mình sử dụng những cái đấy thì mình đã quen rồi. Thì vào sang bên này thì nó video thì nó khác một chút, thì nó sẽ có những cái bảng khác nhau. Ở đây các bạn thấy nó rất nhiều, là mình chú ý này, đến cái bảng tiếp theo các bạn tìm này, là cái bảng tiếp theo bạn tìm cho mình, đó là bảng Image Control này. Đấy, cái Image Control này có nghĩa là nó sẽ áp dụng để nó chỉnh màu sắc
Bạn có thể chỉnh được cho cả hình ảnh, về bản chất của video nó là chẳng các hình ảnh nó ghép lại thôi. Ví dụ như video của mình 24 hình trên giây, video 30 khung hình trên giây thì nó sẽ là 30 bức hình trên giây. Nghĩa là những cái frame đấy thì nó là những cái bức hình nó chuyển động lại thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng này, thì các bạn nhìn này, ở đây mình có hiệu ứng black white này, color band care này, color path này, color red path này, grammar collection này. Thì chẳng hạn như cái phần color band care này và là A&B này, là cái chỉnh màu sắc này, thì các bạn sẽ kéo cái xuống. Bây giờ mình sẽ lấy một đoạn video khác cho các bạn dễ nhìn nhé. Chẳng hạn như mình có cái video cái đoạn này đi, cho nó có màu sắc nó rõ đi. Mình chọn vào đôi này nhá, xong mình chọn, mình kéo, mình thả đây, mình sẽ có cái color band care ở đây. Thì ở đây mình sẽ thấy này, các bạn sẽ nhìn cho mình này, ở đây mình có ba màu này. Màu hiển, vì video mình là dạng hiển thị nên nó là ba màu A and B đấy, các bạn đã làm về ảnh thì các bạn biết rồi đấy. Thì mình sẽ có ba màu red, green, blue. Thì ở đây các bạn sẽ kéo này, đây là một màu màu green này, các bạn kéo này. Đấy, các bạn thấy này, đấy. Là màu red nhé, màu đầu tiên là màu red, các bạn nhìn thấy này. Khi mình kéo màu red càng về nhiều nó thì nó càng đỏ nó mạnh lên. Nhưng khi mình kéo về sau thì nó sẽ bị giảm màu màu đỏ đi, nó chuyển thành nhạt hẳn màu đi, nó bớt hẳn đi, và cuối cùng nó chuyển sang màu green này, màu xanh này, vì nó theo cái vòng tròn màu, các bạn hiểu không? Giống như mình đã từng nói ở trong cái về màu sắc ở của Photoshop và Lightroom đấy, thì các bạn sẽ theo cái vòng tròn màu red, green, blue đấy, nó sẽ kéo màu, hay là một cái màu xanh nó ra một cái màu xanh đối lập của nó, chẳng hạn như màu màu mấy cái màu sắc mà trong cái hệ màu đối lập như như hệ màu A&B và hệ màu CMYK đấy. Thì các bạn cứ kéo màu thôi, ví dụ như các bạn cần chỉnh màu nào thì các bạn kéo, ví dụ như ở cái thanh blue này, các bạn mà thấy màu của mình blue nó nhiều quá hoặc là nó nhạt quá, các bạn có thể kéo nó lên một chút để nó tăng, nhưng mà các bạn kéo nhiều quá thì nó sẽ lên ra màu dần dần sang màu vàng này. Đấy, mình có thể thay đổi cái màu sắc. Thực ra cái này ấy, thì nó sẽ ở cái dạng là các bạn khi các bạn muốn thay đổi cái màu sắc của mình về một nội dung nào đấy, một về một cái màu nào đấy, đây chẳng hạn như bây giờ mình sang màu xanh nhé, để bạn thấy rõ này, mình kéo ở cái phần màu đỏ này thì nó sẽ không có tác dụng gì đúng không? Mình chỉ nó chỉ có đỏ thay đổi như cái chữ, cái khung của cái chữ lucky lúc lucky về lúc này, các bạn nhìn nhá. Thì mình sẽ thấy này, đấy mình chỉ kéo là nó thay đổi này. Nhưng mà xuống màu xanh các bạn nhìn này, mình sẽ kéo màu xanh nó thay đổi ngay luôn này. Đấy. Mình tăng màu xanh nó ra màu xanh khác rồi đấy. Rồi ở cái màu blue này. Ở trên nó màu green ấy, bây giờ màu blue các bạn nhìn thấy đấy cũng thay đổi ngay này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ lại cái đoạn này cho các bạn thấy này, màu đỏ này, mình kéo ở cái bạn màu blue này, đấy nó sẽ pha với màu và nó sẽ ra những cái màu khác. Thì ở đây các bạn phải nắm vững cho mình về kiến thức về màu một chút, nhưng mà nếu mà các bạn chưa có chuẩn kiến thức về màu thì các bạn cứ vào đây các bạn thay đổi màu sắc cho mình, thì mình có thể và mình thấy được cái màu sắc nó vừa ý với mình. Chẳng hạn như các bạn thích một cái màu nó ám lên cái video của mình, nó ám nhiều cái màu nào đấy, thì các bạn có thể vào đây các bạn kéo. Rồi thì mình có thể đưa về mặc định cho các bạn dễ, cho nó trở về mặc định. Thì mình có thể kích cái nút nút reset ban tầm này. Tiếp theo là đến cái phần black white. Black white là gì? Black white có nghĩa là mình sẽ tạo video trắng đen đấy. Thì nó sẽ có hai màu trắng và đen, chẳng hạn như video này màu đỏ nhá. Mình sẽ thả cái video này vào, cái đoạn cái chức năng này vào. Đấy, lập tức video này nó sẽ ra luôn màu trắng đen này, các bạn nhìn này. Mình sẽ thu lại ở những cái phần color blend này. Đây mình sẽ xuống cái phần mình vừa chọn nó là black black and white này, black and white này các bạn nhìn này, đấy. Nó vào một cái là nó sẽ chuyển trắng đen luôn. Thì ở đây là khi các bạn muốn cái video của mình nó về dạng hoài cổ này, các bạn nhìn thấy nó toàn video mình trắng đen hết này, không có một màu gì nhá. Thì nghĩa là khi các bạn muốn làm một cái video nó về cái kiểu hoài cổ hoặc là cái đoạn nó như kiểu là nó kể lại một câu chuyện về cái chuyện đã qua đấy, thì mình thường thường mình hay hay để những cái dạng màu trắng đen này, và mình hay thêm những hiệu ứng sọc sọc hoài cổ nếu là những video cổ cũ ấy. Còn không thì các bạn kể lại thì các bạn lại làm ra để khách, để người xem có thể phân biệt được nội dung hiện tại và nội dung quá khứ, thì mình sẽ có thể thể hiện được ở trong cái hiệu ứng này. Rồi tiếp theo đến qua cái đoạn video này, mình sẽ thêm cho các bạn một cái hiệu ứng nữa, đó là mình sẽ vào cái mục Offset này. Thì ở mục này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái INB Cover này, bạn thả vào video này. Đấy, cái này là nó có tác dụng gì? Nó sẽ có tác dụng cũng là chỉnh màu thôi các bạn ạ. Nó giống như cái kiểu chỉnh màu của mình lúc nãy về cái hiệu ứng chỉnh màu mà mình đã chọn ở trong image control này, cái hiệu ứng color band care này.
Thì ở đây các bạn cứ nhìn này, mình sẽ có cái ba cái màu để mình tác động này, có màu red này, mình sẽ kéo nó ở dạng đồ thị nha các bạn nhé. Thì mình có thể tác động nó trên này này, đấy mình kéo nó lên, mình kéo nó cũng đổi màu, bạn nhìn thấy chưa, nó về cái màu nào nó đổi cái màu đấy, đấy đấy nó sẽ ra cái màu xanh đấy, nó đậm màu hơn đấy. Và cái màu này cũng vậy thôi. Khi các bạn mà làm về màu sắc này thì mình sẽ nói bạn một chút này, các bạn kéo này nó sẽ theo cho mình một cái màu theo cảm tính thôi. Còn khi các bạn mà muốn chỉnh sửa cho mình một cái màu mà nó chuẩn nhất thì các bạn phải biết về màu sắc một chút. Thì ở trong video của mình có hướng dẫn các bạn về một video, mình có hướng dẫn các bạn về màu sắc ở trong bài về Photoshop và Lightroom đấy, nghĩa là các bạn hiểu qua về màu sắc. Thì khi các bạn hiểu qua được màu sắc thì các bạn làm cái gì nó cũng tốt, nghĩa là mình sẽ làm được nhiều cái màu sắc nó phù hợp. Vào khi mình đã biết được về màu sắc rồi thì mình chỉ cần vào mình lấy cái màu đấy ra thôi và mình ứng dụng vào trong cái video của mình. Thì ở đây các bạn nhìn này, mình có rất nhiều cái hiệu ứng để chỉnh màu mà khi các bạn đã làm qua về Photoshop thì các bạn đã hiểu rất rõ này. Ở đây có cả shadow và highlight này, tối sáng này, thì nó cũng tương ứng như cái ở trên adjustment này, là phần phần level đây. Thì nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng như vậy để các bạn có thể chọn vào trong cái video của mình. Rồi tiếp theo mình hướng dẫn các bạn một cách đổi màu khác nó dễ hơn để các bạn có thể làm nó tốt hơn cho cái video của mình được. Thì đấy là hiệu ứng của cái hiệu ứng màu, đó là Color Repack này. Thì bạn cứ vẫn kéo thả vào nhé. Đấy. Thì ở đây các bạn nhìn này, phần trên phần bảng Effect Control nó có này, ở bảng Color Repack này. Thì mình muốn hướng dẫn các bạn cái này để các bạn có thể sử dụng nó dễ hơn. Chứ còn những cái như phần này này, phần INB Cover này, rồi những cái như ở trên phần Color Banker này, rồi những cái như mấy cái ID này đấy, thì các bạn sẽ chỉnh trên đồ thị hoặc các bạn chỉnh theo cái cảm nhận màu sắc của các bạn, và các bạn chưa hiểu gì về màu sắc thì nó rất khó. Thì vì vậy muốn cho nó chuẩn thì các bạn nên học qua về màu sắc một chút nhé. Ở trong cái video của mình cũng đã có hướng dẫn, các bạn cứ vào đây các bạn tìm cái video là lý thuyết về màu sắc thì các bạn sẽ hiểu hơn được về màu sắc. Và mình sẽ vào cái là mình sẽ biết được cái INB là màu gì và màu gì là màu đối lập của nó để mình kéo màu cho nó phù hợp. Chẳng hạn như khi các bạn nhìn video này này, các bạn muốn cái đổi cái màu nền xanh của mình này nó ra cái màu khác, cái màu đỏ hoặc cái màu gì để nó làm nổi bật lên cái đối tượng của mình, thì lúc đấy các bạn sẽ vào, các bạn sẽ lấy đúng cái màu đối lập để các bạn kéo nó, thì các bạn sẽ lên được cái màu như bạn ưng ý luôn, mà mình không cần phải đi kéo lại đến nhiều lần để mình tìm ra cái màu đấy. Có nhiều khi nó không ra được đâu vì các bạn không nắm được màu mà. Thì tiếp theo ở cái phần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái công cụ khác nó dễ hơn để các bạn nắm được cái phần màu. Đây là công cụ Color Repack này. Thì các bạn nhìn ở đây mình có hai bảng màu nhá, là Target Color và Repack Color. Có nghĩa là khi các bạn nhìn này, ở đây của mình nhá, bạn nhìn cái màu dưới này là nó là cái tương ứng với cái màu nền của mình đây đúng không? Cái nền của video này. Và các bạn muốn đổi cho cái màu nào thì các bạn chọn sang cái màu khác. Chẳng hạn như bạn muốn đổi cái màu nền này sang cái màu khác, bạn nhìn này. Mình sẽ chọn nó cái bảng màu nhá. Bây giờ mình muốn chuyển sang nó màu vàng đi. Mình chuyển sang màu vàng, mình ok này. Đấy, sau các bạn nhìn nó mình có cái màu vàng ở dưới này này. Các bạn sẽ nhìn lên cái phần Similarity này, là nghĩa là cái phần này đang ở phần vị trí 8 đúng không? Các bạn sẽ để con chuột vào nó hình cái ngón tay vào cái hai mũi tên hai bên đấy. Thì các bạn sẽ kéo này. Đấy, các bạn cứ kéo đi. Đấy, các bạn càng kéo cao lên 100% nó ám luôn sang cái màu vàng của mình đã làm đấy. Hoặc mình có thể chỉnh dần dần lại này. Các bạn sẽ nhìn thấy tại sao ở đây nó lại ra cái màu khác, ở đây ra cái màu khác vì nó phối trộn màu các bạn nhé. Ở đây của mình này, mình sẽ cho nó về mặc định này. Ở đây của mình là màu đỏ này, chữ màu trắng này, chữ màu đỏ này, chữ màu trắng này. Thì cái chữ này khi nó phối với cái màu này nó sẽ ra cái màu khác. Chỉ có duy nhất cái nền này là nó sẽ đổi sang cái màu của mình. Và nó cũng không ra được cái màu chính xác là vàng hẳn vì sao? Vì ở đây nó bạn nhìn này, ở ngoài đây thì nó màu xanh thẫm này, xanh đen này. Về ở trong đây nó lại xanh xám này. Chứ nó không là một cái nền màu chuẩn để mình lấy được. Tiếp theo nếu chẳng hạn như khi các bạn mà muốn cái đổi cái nền này sang một cái màu mà như giống như cái màu một màu màu đỏ của cái nền này đi, mà các bạn không biết cái màu đấy là màu gì, mà các bạn không cần phải tìm chọn nó cũng khó, thì các bạn sẽ chọn vào cái công cụ hút màu này, bạn click vào và các bạn di chuyển đến cái màu đấy, các bạn click một cái đấy lập tức nó ra cái màu đấy, và mình cũng có thể kéo để mình đổi thông số màu đấy, bạn thấy chưa, nó sẽ ra được cái màu. Cái thông số ở trên này là nó sẽ hiển thị này, mình có thể giảm bớt đi này, mình về không hoặc là mình có thể lên 100% này, hoặc mình có thể viết luôn thông số ở đây, ví dụ như là bao nhiêu chẳng hạn, như 80 chẳng hạn đấy, hoặc là các bạn đưa về mặc định. Trở lại đấy là ở đây mình muốn các bạn nắm rõ cho mình một cái bài này một chút, là cái bài này về chỉnh sắc và màu sắc thì các bạn sẽ tập trung cho mình ở cái phần
Achievement này thì nó có cái phần level này, là các bạn kéo sáng kéo tối nhanh nhất này. Sau đấy đến cái phần image control này thì các bạn chú ý cho mình black black and white này, có nghĩa là nó chuyển nhanh từ video từ màu sắc sang màu trắng đen này, nếu có đoạn video các bạn cắt ra bạn muốn đoạn ấy hoài cổ đấy. Cái thứ hai là về color ban care. Color ban care nghĩa là chỉnh màu, về cái dạng đồ thị thì hơi khó thì các bạn có thể dùng cái color repack này. Và ở cái phần tiếp theo, ở cái phần Obscure này, các bạn chú ý cho mình là auto color này nó sẽ tự động này, auto contrast này, auto level này, ba cái này nó sẽ là tự động cân bằng màu sắc nhé. Thì cái này thì nó sẽ về sau các bạn sử dụng quen bạn sẽ hiểu. Và flat blue này nghĩa là dạng làm nhòe này, flat color collet này thì nó sẽ là những cái dạng về chuyên sâu, mình sẽ không nói ở đây vì nó khó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chú ý cho mình là mình có shadow highlight này, sáng tối này, nó cũng tương ứng với cái phần ở trên này này, cái level này. Và nhưng mỗi cái thì nó có mỗi đặc điểm riêng, thì bây giờ mình có thể thả cái này vào cho các bạn thấy nó rõ hơn. Đấy, ở đây mình có shadow và phần highlight đây, thì mình kéo vào để mình cân đối cái màu sắc, màu sáng và màu tối này. Thì ở đây nó có auto này, rồi hoặc đây nó có phần shadow hay là phần highlight mode này thì mình có thể chỉnh này. Nhưng ở đây mình chưa chọn vào cái mình chưa mình chỉnh tự động nhá. Thì mình tắt cái tự động này này, các bạn nhìn này, mình tắt cái tự mình để tự động nhá, thì nó sẽ tự động nó cân cân đối cho mình sáng rồi. Bạn có thấy cái video của mình có thể nó sáng hơn lúc nãy một chút nhá. Thì mình sẽ tắt cái tự động này này, hoặc nó tối hơn một chút đấy thì nó sẽ thông số khác này. Và chẳng hạn ở đây là cái vùng shadow và vùng highlight này, nếu các bạn có thể chỉnh thông số thì các bạn nắm vững, còn không thì các bạn có thể vào bạn kéo ở cái thanh của nó này. Thì ở đây mình sẽ kéo này, đấy các bạn thấy này, nó sẽ giúp tăng sáng tăng tối đấy. Đấy thì thực chất ra nếu mà nó đã cân bằng video, nó đã cân bằng sáng tối rồi thì thực ra bạn kéo ở cái này nó cũng không có tác dụng gì cả, và nó không có hiệu ứng, nó không thể hiện nhiều đấy. Thì mình sẽ tùy thuộc vào thôi, ví dụ như cái video của mình mà mình cần thì mình sẽ chỉnh họ ở thông số đấy, các bạn nhìn này, đấy nó sáng này, nó tối hơn này, các bạn thấy chưa. Thì khi mình sử dụng video thì mình sẽ tùy thuộc theo cái nhu cầu của mình và cái video của mình cần xử lý như thế nào. Ở bài này các bạn cần nắm rõ cho mình cái thứ nhất là về sáng tối, cái thứ hai là về màu sắc, và cái thứ ba là chuyển video trắng đen. Ba cái đấy cơ bản nhất mà các bạn cần phải nắm được trong khi làm video, vì ba cái này là hay gặp nhất. Thứ nhất về sáng tối, đấy là các bạn sẽ quay video ở một cái điều kiện thiếu sáng hoặc cái điều kiện nắng quá nó chói sáng, cháy sáng, thì các bạn sẽ đưa vào đây, các bạn tăng sáng để các bạn cứu lại cái đoạn bị thiếu sáng, các bạn giảm sáng, các bạn cứu lại cái video bị cháy sáng. Cái thứ hai là video về trắng đen, có nghĩa là các bạn sẽ áp dụng cho hiệu ứng hồi ức, hồi niệm, kể lại những câu chuyện, thì các bạn sẽ áp dụng cái hiệu ứng trắng đen cho một đoạn video đấy, các bạn sẽ cắt sẵn ra và các bạn chỉ cần đưa black and white vào, lập tức nó sẽ chuyển các bạn video trắng đen luôn. Thì cái video trắng đen nó chỉ có một kiểu thôi, là nó không có màu sắc gì khác, nó khử hết những cái màu A&B đi. Thì tiếp theo đấy là chỉnh màu, thì cái chỉnh màu này nó sẽ áp dụng khi các bạn muốn ám một cái màu lên cái video của mình. Ví dụ như các bạn đi biển mà các bạn muốn cho nó ám một cái màu xanh, nội dung của các bạn muốn ám một cái màu xanh lên cho nó cảm giác là nó mát mẻ, hoặc khi các bạn quay một cái video nào đấy về cái hiện tượng nóng nắng nóng này thì các bạn sẽ ám một cái màu hơi đỏ chút, thì nó tạo cái hiệu ứng nóng nóng hoặc hiệu ứng ấm ấm đấy. Nói chung là cái này về màu sắc thì các bạn phải tìm hiểu một chút nhá, nhưng về cơ bản các bạn sẽ là làm cho mình những cái đấy, và các bạn luyện tập kỹ cho mình về cái một nằm trong video effect gồm cái adjustment hay có trong Photoshop như adjustment layer đấy, rồi image control, rồi obscure này, thì các bạn cứ cứ tự đưa các hiệu ứng này vào, các bạn sẽ thấy rằng cái hiệu ứng của nó sẽ hay. Bạn đưa vào và các bạn chỉnh ở bên này trên trên tab effect control. Nhớ là trước khi đấy là mình phải chọn một đối tượng nha, các bạn sẽ đưa các video vào xử lý trước và mình sẽ làm từng bước như thế này thì video của mình nó sẽ thực sự nó sẽ có một cái hiệu quả bắt đầu khi các bạn biên tập được một cái đoạn video từ đầu tiên cắt ghép rồi chỉnh sửa thêm hiệu ứng xoay ngang xoay dọc co kéo và kết thúc, các bạn sẽ có được một đoạn video nó khá là chuyên nghiệp, và dần dần nó sẽ chuyên nghiệp dần khi các bạn làm. Nói chung khi về cái cơ bản này các bạn sẽ nắm được cơ bản về cách xử lý video và cách hoàn thiện một video cũng khá là đẹp mắt. Còn các bạn xem trên mạng sẽ có những video khá chuyên nghiệp thì các bạn sẽ còn phải học nhiều và luyện tập nhiều. Rồi, bài hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây. Các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn dần dần các kỹ thuật mới để các bạn hoàn thiện video của mình thật tốt. Các bạn nhớ like, share và subscribe nếu các bạn thấy những video của mình là bổ ích và để nhận các video và các hướng dẫn mới của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.